Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem clip của Pháp Thái TV ha. Hôm nay quay trở lại chỗ của anh Mừng xe. Có một số hoa mẫu đơn muốn giao lưu tới toàn thể cô chú anh chị nha. Rồi chào anh Mừng, Mừng ơi. Dạ, rồi chào cô chú anh chị, chào bà con cô bác, chào anh Pháp Thái TV. Bữa nay bên con có về lô trang vàng lá nhỏ nha, hàng một cốt. Xin giao lưu cùng cô chú anh chị. Đặc biệt cái lô này thì mình con tàn rất là đẹp rồi, nuôi cũng rất là lâu. Đà, lô này mình bao sống bao ship luôn ha anh Mừng. Em này em bao sống bao ship luôn. Cây rất là năng cây nha bà con. Đầu tiên là mã số 1 ha. Mã số 1, cây này kính tàn nha bà con, một cốt. Đặc biệt cái tàn với cái cốt sạch đó thì cái giá trị nó khác ha. Mã số 1 đầu tiên. Rồi mình cho chiều cao luôn, chiều cao trước đi. Chiều cao với tán ngang đi rồi mình cái hoành mình xem cái đế sao. Chiều cao 125. 1m25 chiều cao nha bà con. Tán ngang là 135 đi. 1m35 ha. Rồi, có dư hết nha. Dư nha bà con, cái tàn tròn kính như trái banh luôn nè. Đặc biệt hoa màu vàng rất là đẹp nha. Vàng này vàng 15 thôi, tính 15 nha. Vàng này vàng lá Thái nha bà con. Hoành 15 rưỡi luôn ha. Tính 15 thôi. Tổng cái nội đế này 65. Ồ, quá xa cái đế cái cây này. Tổng nội đế hàng hậu là 6 mấy á. Cái này mình cái thoát thân chừng cái cỡ khoảng 1 tấc quá. Thân tất đi nha bà con. Rồi xoay vòng vòng cái đế coi. Thân tất 2. Tất 2, anh xoay vòng vòng cái đế coi. Qua trời cái đế. Rồi xoay nhẹ nhẹ xương xương. Đặc biệt cái lô này thì bứng về rễ cám nó ra rất là nhiều nha bà con. Cái cây này bà con về xịt nước rồi mình nuôi khỏe, chì cành nó lên nó đóng rất là đều ha. Nè. Đó, tàn tán rất là ok luôn. Rồi xoay xương xương báo giá lên mọi người. Mã số 1. Mã 1 em báo giá là 1.500 bao ship. 1.500.000 bao ship. 1.500.000 bao ship. Rồi cây này cái phí ship cao nha con, tại cái bầu đất bầu lớn à. Cái bầu đất nó rất là nặng nha, bề ngang chắc cũng cỡ 5 tấc cái bầu á. 4 tấc luôn. 4 tấc ha. 4 tấc bầu. Cây này nó rất là khỏe nha con, rễ nó ra vậy nè, nằm trên bầu nó ra vậy đó. Cái độ cồng kềnh với cái bầu thì rất là nặng rồi. Rồi. Mã số 1 xuống cây luôn đây, 1.500.000 bao ship bao sống cho bà con luôn. Đó bà con thấy không? Hai người ginh mà rất là nặng nha. Tại vì cái lô này nói chung không dám khui cái đế nó sâu. Do giữ cái tàn đó nên mình để cái đế cho nó ổn định, nó không có động cây nha bà con. Bà con xem thì nói chung thì mình tham khảo, mình liên hệ cho anh Mừng nha. Rồi lên tiếp mã số 2. Một cái cây tàn nấm. Quá xa cái tàn. Cây này nuôi cũng rất là lâu lớn nha bà con. Cái độ lớn nó cũng. Mã số 2, cái tàn như trái banh. Mã số 2. Chiều cao. Chiều cao 110. 1m1. Đặc biệt xương dâm rất là đặc ha. Tán ngang cũng khoảng 110 luôn. Tán ngang 1m1 luôn. Rồi, xay lắc nhẹ coi. Cho cái xem cái phôm tàn. Đây, phôm tàn nó mịn vậy nha bà con. Đặc biệt hoa đây nè. Lô này nó sung rồi, cái hoa nó màu chân cam luôn, cái chân nó màu cam luôn. Hoa màu vàng chân màu cam vậy nè. Búp rất là nhiều. Cây này già cũ quá xá nó làm xuống còn cũ bà con, tại giữ bầu nha, nên giữ tàn không dám làm bầu. Này về mình xịt nước cái là nhô lên nè, rễ nó con ra đây nè. Rồi mình cho cái hoành cái anh mọi người. Này cái cổ đó đi. Rồi nó nhỏ luôn. Rồi 14. 14, mình đo nó dưới là 15 là cái cổ luôn là cổ 18 nha. 18. Đế này thì nói chung chưa xịt chưa khui nha bà con. Thoát thân khoảng 9 phần. 9 phần. Rồi kể như tắt đi, mình xịt xuống là được tắt nè. Bứng về mới để đây mà rễ nó ra trắng hết trơn nè. Đó, đóng chì cành dâm rất là đẹp nha. Rồi, mã số 2 cho giá lên mọi người. Mã số 2 em bán giá là 1.300 bao ship. 1.300.000 bao ship. Rồi, xuống cây luôn. Cây bứng cái bầu quá xá, hai người khiêng mà ẹp luôn. Quá xá cái tàn. Rất là nặng nha bà con. Hai chú khiêng rất là, hai anh khiêng rất là. Tiếp theo mã số 3 là một cái cây tàn thông. Mã số 3. Dốc mặn luôn. Rồi chiều cao luôn. Tổng chiều cao là 1.4m. 1m4. Nhón. Đứng nhón luôn. Tán ngang là 115. 1m15. Rồi xay nhẹ coi cái tàn. Tàn kinh mít.
tạng kính rất là kính nha bà con, đặc xương dâm cành, đặc biệt là cái hoa, hoa rất là tươi nha. Nè, cây này mình đứng mà mình quay mình dối lên luôn, con tàn rất là mạnh luôn. Đây cái đế cây này nứt da me luôn rồi, xây xây cái chiều hướng đế rồi mình vô mình quay cái mình đo cái thân, rồi đo cái thân của hoành thân. Cây này mình khui ra là đế tứ diện luôn á, đế tứ diện luôn á. 15 gửi tính 15 luôn nha bà con. Nè, 15 gửi luôn nha. Đó. Đây cái đế nó tứ diện đây nè, chảy ra nè. Không cái đế nở luôn, thử hòn trái bà con ơi, con dễ. Đế nở tầm khoảng là 19 á. 19 ha. 19 á. Này đế tứ diện luôn ha. Đế tứ diện. Đế rễ bên này còn nè, mình chưa có khui nè. Rễ còn thân khớp. Này thoát thân khoảng 8-9 tấc á. Gần tấc á. Gần tấc ha. 8-9 ha. Mã số 3. Mã số 3, giá luôn nè. Cái này em bao ship là giá 1 triệu rưỡi bao ship. 1 triệu 500 ngàn bao ship luôn. Rồi đổi cây luôn. Mã số 3. Như một cái cây thông Noel luôn. Tàn chi cành rất là đẹp. Rồi xuống cây luôn. Đó, tàn tán rất là nặng nha bà con. Cây này ở ngoài lực lắm nha. Nó đó, cái tàn rất là dữ luôn. Cái giá này là rất là ok nha con. Cái hoành, cái độ lớn của cái cây. Quá trời cái tàn rộng. Tiếp theo, mã số 4. Cái tàn. Phải nói, mã số 4 nha bà con. Quá đẹp. Đó. Quá rực rỡ luôn. Cây này nó nở gộn một cái thì thôi, khỏi phải chê luôn. Rồi mình cho cái chiều cao luôn. Chiều cao 120. 1m2, tán ngang. Tán ngang gần 130 luôn, cho bao nhiêu có hơn á. 1m3, 1m3 có hơn, tính 1m3 luôn ha. Chiều hao cho bà con luôn. Đây. Cây này nó lên bông rất là nhiều nha bà con. Nè, búp nè. Rực rỡ hết trơn nè, đặc biệt cái hoa nó vàng màu rất là đẹp luôn. Chi cành tàn đông kẹo bà con ơi. Đây, tàn kẹo nhánh hết trơn. Đó, lô này thì rất là ok, rễ rất là khỏe ha, ra trắng hết trơn rồi. Rồi mình cho cái hoành luôn. Hoành 15 luôn. Hoành 15 luôn. Cái này về mà còn chưa khui xuống tới đụng cái rễ nha bà con. Này mình xịt nước là thoát thân chắc cũng cỡ phải ăn tắc. Cái lô này con giữ tàn nên nó bứng màu khá lớn. Giữ tàn không sợ nó bị động tàn ha. Rồi mã số 4 xây dòng báo giá luôn anh ơi. Mã số 4 là em bán giao luôn là 1 triệu rưỡi bao ship luôn. 1 triệu 500 ngàn bao ship toàn quốc ha. Đặc biệt bao sống luôn. Dòng này rất là mạnh mà con cứ yên tâm ha. Bứng cái bầu vậy là ok rồi, xuống cây luôn. Bứng cái bầu này là giữ cái cây cái tàn nó không có bị rực lá ha. Khiên hết là chuyên hết 20 cây này xong rồi là cái như nghĩ ăn cơm buổi sáng luôn. Đó, có cái cây này có đặc biệt một tí xíu nữa mình sẽ chi tiết cho bà con xem ha. Mã số 5. Quá các bạn. Ê lật lật. Chim cho đứng lên cái luôn. Rồi. Cây rất là cao nha bà con, nâng cây. Rồi, mã số 5, mình cho cái chiều cao luôn. Cây này một cốt có thoát thân nha bà con. Tính 1m4 ha. 1m3 ha, trên 1m3 tính 1m3. Tán ngang là 130 tính 120 thôi. 1m3 tính 1m2 ha. Rồi, đây. Đặc biệt cái hoa nhưng mà cái cây này nó có một đột biến, một cái nhánh nó ra lá lớn nha bà con, lá trung á. Đây, cái hoa của vàng lá nhỏ nè. Mà cái nhánh này là không phải ghép nha bà con, tự trong thân này nó đâm lên đây nè, nó dẫn ra nè, đây ra tới đây, ra tới đây nó lên cái bà cái lá lớn nè, cái này là giống như dòng Dubai á, Dubai chân cam nè, này nó đột biến cái nhánh này chứ không phải ghép nha bà con, tại nó liền hết trơn nè, lá nhỏ nó ra ngoài cái nó lớn được nhánh vậy đó, chân nó cam 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 mà nó màu vàng được, à, cây rất là duyên luôn, cái tàn thì ngọt sớt, à, cây này thoát thân luôn, mình cho cái bành luôn đó, thoát thân chứ đi. Thoát thân là 20 ha. 20. 20. Này ở trên luôn nha. Thôi ở dưới ở trên đi, hoành trên nó dễ. Hoành 13 luôn. Hoành 13.
13. Cái này mình xịt xuống cái xịt nước cái nó bay ba đất này là nó ra cái đế nôm luôn nè. Một cốt cây rất là sạch cây nha bà con. Rồi mã số 5 cho giá luôn mọi người. Cây này em bán giữ bao ship luôn. 1.500.000 bao ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Cây này cái phí ship cũng tầm vài trăm ngàn nha bà con, tại vì cái bầu đất hai người khiêng này nó cân ký là bà con tính là biết rồi. Gửi cây cho bà con tới cái bầu như vậy là nó ổn định, cây nó không bị mất sức. Không có anh lắng ở ngoài cho vừa đỡ đi anh Bình. Rồi. Rồi lần tiếp theo mã số 6. Lô này đẹp quá nha bà con, cây rất là lực cây, nâng cây, tàn thì kính tàn. Cây này một người không khi không thể nào mà bưng nổi nha bà con. Cây tàn thông gió đọt, đặc biệt búp lên rất là nhiều. Mã số 6, chiều cao hết thước, 1,5 m, tán ngang. Còn 8.110 1m1. Rồi xem dòng luôn đây. Đây lô này phải nói tàn nấm có, tàn thông có. Đặc biệt bà con thích cái mẫu cây như thế nào thì bà con lựa chọn cái mã số ha. Đây nè, hoa rất là tươi luôn. Đặc biệt cái lô này búp quá xa búp rồi. Đó, ở xa thì cái dáng nó nâng cây. Rồi cây này mình cho cái thoát thân trước đi. Thoát thân là 18. 18 cái này nở ra xịt ra là cũng đế nở nha bà con, để tứ diện luôn ha. Nói chung tại không có xịt đế được, quanh thì quanh 14 rồi. 14 á, 14 nha bà con. Đò chờ ngay vị trí đó nha. Đây xương cạnh nó lên vậy nè. Rồi mã số 6 xem vòng nhẹ nhàng vòng cái xem kỹ lại báo giá luôn. Cái này con bán là 1.300.000 bao ship. 1.300.000 mã số 6, cây tàn thông gió đọt rất là đẹp luôn. Rồi xuống cây luôn. Công chuyện hôm nay rồi lên tiếp theo mã số 7. Cây rất là nặng nha bà con, nên một người không có làm nổi nha, phải hai ba người thảy lên. Đó, cái bầu đất rất là nặng nha. Đó, mình chim gạch lại bên đây. Cây quá xa. Đó chim miếng gạch thẻ. Nhóm lại lên đi. Cao quá. Nhóm lên đi. Rồi. Mã số 7. Đó cây nó lật nha bà con. Rồi cho chiều cao luôn, mã số 7. Viết đâu ghi mã số 7 cho anh ơi, để lộn. Rồi chiều cao hết thước 1,5 m luôn. Tán ngang hút thước luôn. Hết thước 1,5 m luôn. Đó, cây này rất là nâng cây luôn. Quá xa. Đó, cái form tàn đặc ha. Đây, đang chồi non nó ra và đặc biệt lên hoa như thế này nè. Cho hoành luôn. Ôi, cái này cho cái hoành luôn. Thoát thân là 1,5 m. 1,5 m ha. Đó, rồi, cái này mình đo hoành neo. Này đế chưa khui luôn nha bà con. Cái này hoành 14. 14, cái này mình xịt nó còn súng nữa. Đó, cây dăm cành vậy đó. Rất nặng cây luôn. Rồi xe nhẹ báo giá cây này luôn anh mọi người. Cây này con bán con 1.500.000 bao ship luôn. Mã số 7, 1.500.000 bao ship ha. Rồi xuống cây luôn. Lên tiếp theo mã số 8. Đó
Tiếp theo mã số 8 nha bà con. Cây này thóc thân thì cao. Cái tàn thì con tàn rất là đẹp. Form. Tổng chiều cao là 140. 1m4 ha, trên 1m4 tính 1m4. 8.120. 1m2 tán ngang. Cây này đặc biệt cái giót đọt mà nó giữ cái lại cái form tàn rất là mịn luôn. Hoa màu vàng rất đẹp nha. Cái cây này lên búp rất là nhiều nha bà con. Con tàn rất mịn luôn. Thật thật luôn. Thoát thân là 38 tính 37. Trời ơi, cái thoát thân này cao ha. Thoát thân 3 tấc mấy à, gần 4 tấc luôn. Này khui xuống, nếu như khui xuống là được 4 tấc nha con. Còn, còn lưới nữa luôn. Đế mình chưa xịt mà. Cây này nó lên nu. Vành 13. Vành 13, vành thân. Nói chung là đế này chưa khui về bà con xịt khui thêm ha. Nhưng mà đặc biệt cái thân nó rất là sạch. Nâng cây. Rồi, giá mã số 8 luôn. Cái này là ông bán 1.3 bao ship. 1.300.000 bao ship. Cây tàn rất là đẹp nha. Đây đây cái chùm hoa ở trên. Nụ quá, nụ. Quá xa nụ luôn rồi, mà đặc biệt hoa cái cánh rất là dày. Dòng này là lá thái nha bà con. Rồi, xuống cây luôn anh ơi. Lô này thì tầm khoảng 20 cây. Bà con xem tham khảo giá từng cây ha, rồi có gì thì liên hệ chỗ của Xứng. Tiếp theo mã số 9. Rồi cho chiều cao lên mọi người. Cây này form tàn này, tàn núm. Chiều cao là 115. 1m15 tán ngang luôn. Tán ngang là 100, 120, 130 đi, tính 110 đi. Tính 1m1 ha. Gần 1m3 tính 1m1. Đưa ngoài tính trong đi. À, tính cái form tàn ngọt thôi. Đây cái hoa nè. Lô này phải nói con cái tàn từ nhỏ nên cái tàn xương kẹo luôn. Xương kẹo hết trơn nè. Này về mình để tự nhiên nè. Số 9 thôi. Số 9. Rồi, cây này thì lên thoát thân là lên đóng bên cạnh này là 20. 20 ha. 20. Thoát thân 20. Cây này nó lên nu giống như là nu chứ thủy gò công vậy đó. Nè, lên mấy cái nu nè. Đó là 15, ba sát cổ là 15. Mình 15. Cây này có cái đế nơm nha bà con. Có đế nha. Đế có rồi. Tại khu đế nha còn. Dòng này nó rất là mạnh nha. Nè, lá này cũ dưới này nó nở rất là lớn luôn. Đó bà con, hình dung ha. Mã số 9 này, lên cái thân vậy nè. Rồi xây nhẹ dòng báo giá mã số 9 luôn mọi người. Rồi, báo 9 thì bán cũng 1.3 bao ship luôn. 1.300.000 mã số 9. Rồi đổi cây luôn. Họ chiên nó cục lớn luôn mình. Bên cây bự luôn. Họ chiên luôn. Ba người vô con. Tiếp theo mã số 10. Ba người mới lên ở cái bầu. Không nắm được. Lên. Hai thằng cứ bên một bên đây đụng, không có nắm được. Rồi rút miếng gạch ra cho nó dựng cái cây. Nhưng mà chưa. Đó, cây này cái tàn thì quá xá cái tàn luôn rồi. Mã số 10 cho chiều cao luôn. Hết thước 1m5. Cao nhón chân luôn bà con. Cao nhón chân luôn hả? Một thước luôn. Chịu. Có hơn nha. Tán ngang có hơn 1m5 tính 1m5 thôi ha. Mã số 10. Rồi nhiệm vụ ghi số cho anh ơi. Thấy lộn rồi. Đây cái hoa nè. Nói chung hoa mà nó nở nó già rồi nó hơi nhạt chút ha. Nó bị bay nắng á. Trên cái đọt quay không tới. Có cái hoa nó đẹp quá. Cây này xương dâm cành đó thì chia cành rất là đều luôn. Tống một cốt. Một cốt. Nù lên nù. Rồi cho cái hoành thắt thân này chắc có tắt gì. Rồi tắt ra lại. Tại cái này mình chưa xịt ha. Mình xịt này. Rồi hoành thân 16 luôn. 16. Này xịt xuống nó còn lớn nữa nha con. Để rễ rồi nó ra nè. Mới hầm có ngày nó ra rễ. Thuốc phân khoảng tắc à. Đúng rồi. Này khui xuống hơn tắc. Rồi xem dòng báo giá mã số 10 luôn đây. Rồi cây này em bán 1.7 bao ship à. 1.700.000 mã số 10. Cây vàng lá thái nha con. Rồi xuống cây luôn. Cây vàng rất đẹp. Cây cây ba. Wow.
cây này rất là to nên bà con cũng xem đón xem ha. Thì cái dòng này thì hoa nó vậy nè, cánh nó dày nó to vậy nè, mịn lắm. Tại vì đưa xong mình đo xong mình báo thông số xong mình chuyển qua bên kia nên phải cắt máy thì nói chung thì nó hơi lu bu, mình trực tiếp máy lên dạy cho bà con xem dễ hình dung luôn. Rồi mã số 11, cây nó cái tàn nó bự, cái bầu đất nó nặng nên lên lên bằng xây nó hơi chậm. Rồi chiều cao 1m4, chiều cao 1m4, tán ngang lên mừng ơi, tán ngang là 120, tán ngang 1m2 ha. Con tàn nuôi từ nhỏ nó rất là mạnh. Tán ngang 1m1 anh ha, 1m1 ha, tán ngang 1m2 kể 1m1 thôi nha con, trừ hao nè, hoa vậy nè, đặc biệt dâm cành nó vậy nè, một cốt dốc đọt luôn đó, lô này vậy nè. Rồi này mình cho hoành luôn, này một cốt thẳng ha, cốt thẳng luôn, hoành nó 14 luôn, 14. Rồi mình kéo thấp thân luôn, lên chia gì chi cành ra rất là nâng cây. Đây cái cây nó đóng chi cành rất là khéo rồi, một cốt nó dắt lên tới đây nè. Cái này về mình xịt cái đế nha con, nè, rễ nó chồm ra tới đây nè. Rồi mã số 11 báo giá lên mọi người. Cái này em bán 1 triệu bao ship. 1 triệu đồng bao ship mã số 11. Rồi đổi cây luôn. Ôi ôi, quá lực rồi. Lên tiếp mã số 12. 12 nha con. Cây này có cái phơm tàn con nó thì thóng ha. Thóng cây. Thóng cây. Rồi cho chiều cao mã số 12 luôn. Hết thước, cái này chắc bắt cái ghế thêm cho anh đo. 1m5 chiều cao. Rồi tán ngang 110. Tán ngang 1m1, cây mã số 12 này bông hoa rực rỡ luôn. Đây búp nè, bà con thấy nó sung búp nè. Đó, búp nó lên nè. Đặc biệt cái phơm tàn trên hoa rất là sai nha bà con. Đứng lùng quá. Con tàn. Cây này thì lên mấy cái nu này giống như nu gò cong luôn. Rồi mình cho hoành luôn anh. Này về xịt lại nha con, xịt nước vô là nhô cái đế lên là nở hoành 13 luôn. Hoành 13, hoành hơn cái 13 thôi. Này mình xịt xuống có thể ở dưới là nó nở hơn nữa, tại vì cái đế này nó chưa tới. Tấc thân cũng tính tấc ha, tấc 2 nè. Tấc 2, tính tấc ha. 2 tấc 3 luôn. Này về xịt nước kia là có thể tấc rưỡi đây nè, con thấy cái rễ nó ra nè, trắng hết trơn nè, thấy không? Là cây chứng tỏ nó về nó rất là khỏe, cái bầu nó to, ship phí ship cũng cao nữa nên cái giá này thì bà con xem tham khảo ha. Rồi mã số 12 cho giá lên mừng ơi. Số 12 là em bán 1 triệu 2 bao ship luôn. 1 triệu 200 ngàn bao ship. Rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo mã số 13. Vẫn là cây trang vàng, cái màu vàng. Vàng này vàng chanh nha bà con, màu vàng chanh rất là ngọt luôn. Lấy cái viên gạch thẻ chim bên đây nè. Rồi cây này cũng có dáng tàn thông mà thoát thân sạch luôn, thoát thân thoáng. Rồi chiều cao lên đây. Rồi hút thước luôn. Hết thước 1m5 luôn. Tán ngang. Tán ngang là tính 115. 1m15. Đây. Con cái tàn cái nói chung là cái tàn rất đẹp, đặc biệt hoa nè. Cái chân nó màu cam cam. Lô này tàn rất là mịn nha bà con, múc đọt luôn. Một đọt chủ lên tới trên luôn nè. Đọt chủ nó dẫn lên. Cái này một cốt sạch luôn. Rồi mình cho thất thân luôn mọi người. Ở trên ở dưới đi. Ở trên là 12, 12 hoành. Rồi mình kéo cái thất thân ra. Sát cái luôn là 14 nè, 13 luôn nè. Rồi, mình cho cái thất thân ra, thất thân 20 ha. 20. 20. Đây xây nè. Này cái đế này về bà con xịt ha. Rồi giờ mình chỉnh sửa là thành tàn thông đó. Đâu đâu anh chỉnh lại cái tàn ấy. Cho đứng lên. Đó, cây về trồng vậy nha bà con. Là rất là đẹp ha. Rồi cho giá mã số 13 luôn. Rồi cây này cũng 1 triệu 2 bao ship luôn. 1 triệu 200 ngàn mã số 13. Rồi đổi cây luôn. Rồi giờ bằng xây. Liên tục luôn. Đây cái lô này bà con thấy mình tại vì để lên bằng xây nó cao nha bà con. Đứng ở dưới nè, cái phơm tàn nè. Nó rất là ngọt và hoa rất là tươi, đặc biệt cái lô này sung mà hoa lên vậy nè. Rồi lên cây mã số 14 luôn. Cây này cái tàn phải nói là cái tàn. Rồi lấy gạch ra luôn. Cây này thấp mình quay hoa được nha con. Tàn tròn như trái banh.
Cây này có cái dáng nó hơi nghiêng tí ha, nhìn rất là duyên. Rồi, mã số 13 cho chiều cao luôn. 13 14. 2 4 14. 14. Chiều cao là 115. 1m15 nhưng mà đặc biệt có cái tàn, tàn tròn. Mình kéo cái bụng dưới này anh mình. Kéo kéo xay đo cái bụng này nè. Mình tính từ cái mí này nè, xay cái mặt này nè. Đây nè, đo đây từ đây qua tới cái đây là nó dễ nè. Đó. Rồi dính rồi đó. Lăng. Mình đo cái dạ dưới của cái tàn là và nó chính xác nhất. Đó đúng rồi. Phút phút luôn. 1m5 luôn ha. Đây, cái cây nó có dáng nghiêng mà đặc biệt cái hoa nó rất là tươi nha bà con, cánh dày to đây. Quá xá cái chòm hoa này nè. Hoa rực rỡ trơn. Đây con nhánh nó đột biến ra cái lá lớn nữa nè. Hàng này nói chung là dòng này phải nói là lạ ha. Rồi, cây này cũ quá xá cũ luôn à. Nhưng mà cây có cái to. Dáng hơi nghiêng lên cây đi ha. Cũ nở bà con. Rồi, cây mình cho cái bành luôn. Quanh 17, quanh 17, 17 rưỡi tính 17 ha. Rồi này mình chưa khui cái đế xuống nữa. Này cái thoát thân chắc cũng khoảng trên tấc đi. Đó, có cái thằng cái dáng hơi nghiêng bay ra ha. Bay. Bay nhưng mà nó vẫn giữ cái tàn cái phom tàn tròn nha con. Rồi, báo giá mã số luôn anh ơi. Cái này em bán 1.700.000 bao ship luôn. 1.700.000 mã số 14. Rồi, súng cây luôn. Quá xa cái cây cái tàn. Lên tiếp mã số 15. Ây da, nặng nha. Đây cái cây này phải nói mã số 15 là cây vừa tàn mà vừa cái củ đế là mình thấy là rất là ok nha bà con. Đây hoa nè. Ôi, ôi nguyên chồm hoa, quá xá lạc 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 gió lạc lạc. Mã số 15. Rồi chiều cao lên mọi người. Cây tròn gì cho banh vậy. Chiều cao 110. 110, 1m1. Tán ngang, hào hào đi. Cái này nếu như mình đo ngay tim là cỡ tầm khoảng 1m5. Phải đeo 130. 1m3 là ngay đo ngoài cái tàn, cái ghìa tàn, còn mình đo nếu như mình kéo thẳng tự trong cái tim á là 1m5 luôn. Tính 1m3 thôi, đây cái chòm hoa nè. Khi mà cái cây này nó nở rộ rồi là không thấy cái mặt lá đâu trơn nha bà con. Nào, màu vàng rất là ngọt luôn. Cây này nguyên một cái nồi đế, tổ bố luôn. Đó, con thấy à, đế nó nơm nó chòm lên nha. Cây rất là già luôn. Thất thân trước đi. Thất thân 20. 20, rồi hoành eo luôn. Mình đo một vị trí đại diện đi. 18, 17 rưỡi. Xiết thước 17 rưỡi nha bà con, tính 17 ha. 17 rồi. Rồi mình đo cái tổng cái nồi đế rồi hào hào cái chụp luôn. Đó, cái nồi này giữ thần cái đế. Tổng nồi là 63, tính 60 ha. Đó này nè, ra cái đế nó chồm vào đây cái nồi nguyên nồi vậy nè. Rồi, cho giá mã số 15 luôn đi. Cây này em bán 1.700.000 bao ship luôn. 1.700.000 bao ship. Rồi, đổi cây luôn. Bao sống bao ship cho bà con toàn quốc luôn. Rồi lên tiếp theo mã số 16. Cây này thì dáng nó hơi nghiêng tí nha bà con. À, chim gạch bên kia luôn. Tàn quá xa cái tàn. Lạc cây, lạc cây. Bên đây bên cái cây này phải vịn rồi, buông ra là lạc liền á. Rồi. Lạc chấm rộng á. Rồi anh một anh vịn một anh đo đi. Đó, cái tàn vậy nha bà con. Đây, mình quay tổng thể cho con xem ha. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 120. 1m2. Tán ngang cũng cỡ 120 đi. Tán ngang 1m2 luôn. Con tàn cái xương dâm cành rất là dày nha bà con, đặt tới trong luôn nè. Không có thể nào mà chống chỗ nào hết trơn. Đây, nhưng mà cái hoa tại cây này nói chung là nó đơm cái hoa đây đây đây, cái đỉnh trên nè. Bà con thấy hoa này ha. Cố mình quay cho bà con xem hình dung nha. Thốt thân một tắc đi. Rồi. Tắc thôi. Cây này đế nở, đế nơm luôn. Còn cũ.
con cu là 24. 24. Đó là đôi dư rồi con. Còn này không đo nha, đo trên đây thôi. Rồi, sát thân luôn. 13. 13 trên đó ha. Rồi, cho cái sát thân cái nhẹ cái. Số 16. Tinh tắc ha, tắc 3 nè. Đây, cái dáng cái cây này nó hơi nghiêng ha. Đó, để vậy đó. Dáng bay. Ngày bà con về trồng đứng vẫn được. Đứng lên là cây vẫn ok hơn. Rồi giá mã số 16 luôn. Cái này em báo 1 triệu 3 bao ship luôn. 1 triệu 300 ngàn. Rồi đổi cây luôn. Rồi đổi. Xuống cây luôn. Lên tiếp theo mã số 17. Cây này cái tàn thì giót đọt tàn thông. Rồi luôn đi. Chỉnh thương đo cao 135 1m35 chiều cao tán ngang luôn. Tán ngang là 115 1m15. Đặc biệt phơm tàn những cái lô này thì nói chung cây nào cây nấy cũng rất là ngọt đi. Kẹo ha. Đó. Rồi cây này mình cho cái hoành luôn. Quanh 15 tính 14 thôi, sợ có cắn này nọ. 15 tính 14 ha, chịu heo. Đây nè, bà con thấy bứng về để trong cái bầu mà mình khui ra vậy, rễ nó ra nó không trắng ở bên này chân nè, cái con nó đâm á. Rồi, cho cái thoát khăn luôn. Cây này nó có cái đế treo ha. Thoát khăn là 20. Cái đế này nó treo trên nè. Này về xịt nước loại cũ với nở luôn. Rồi, giá mã số 17 luôn anh Mừng ơi. 1.3 bao ship luôn. 17, 1.300 ngàn bao ship ha. Rồi, đổi cây luôn. Rồi lên tiếp theo mã số 18. Hôm nay về 19 mã số nha bà con. Cây này một cốt mà ba thân tam tài. Rồi chỉnh cho chim vô cho nó đứng lên. Rồi đúng rồi. Rồi xay 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 xương xương rồi. Đó phong tàn bà con dễ hình dung nha. Đó. Xương tàn dâm cành búp hoa thì nói chung là ok hết rồi. Rồi cho chiều cao rồi, được rồi, cho chiều cao đi. Dừng dừng, trả lại. Rồi, chiều cao luôn. Cho khoảng 1m4 đi. Cao 1m4, rồi tán ngang luôn. Khoảng 1m4 luôn. 1m4 luôn, rất là cân ha. Cây này đi. Thầm sâu dữ lắm luôn. Hoa nó vậy nè. Tại ở lô này nói chung là để bà con về nuôi tàn thông vẫn được mà tàn nó núm được nha bà con. Nè, búp hoa nè, búp măng rất là nhiều luôn nè. Lô này rất là sung luôn. Cây một cốt, cái đế còn sâu. Còn sâu lắm. Sâu. Em mau hơi hơi cho thấy luôn luôn cốt luôn. Một cốt mà lên ba thân tam tài, rất là cân đồng luôn. Rồi cho qua nẹo đại diện luôn. Cây này về bà con xịt nước ra thì đế nôm ra. Thì như là quanh văn 17 tính 16 thôi nè. 16, 17 tính 16 rồi. Trừ hao luôn ha. Trừ hao luôn. Cái này cũ dưới nở nha con. Đế nó chảy ra tới đây nè. Cổng đế đây nè. Rồi giá mã số 18 luôn mừng ơi. Cái này em bán 1.500.000 bao ship luôn. 1.500.000 bao ship toàn quốc ha. Bao sống luôn. Dòng này khỏi phải sợ rồi. Cây nó rất là khỏe. Bứng về để trong bầu mà rễ ra trắng hết trơn. Cây cuối cùng luôn. Lên cây cuối cùng mã số 19. Mã số rất là đẹp luôn. Rồi chim luôn. Mã số 19 là mã số cuối clip nha bà con. À, bà con xem tham khảo giá có gì liên hệ cho anh Mừng ha. Bao gồm phí ship, phí đóng thùng cho bà con luôn. 1m4 chiều cao luôn. 1m4 chiều cao. Rồi tán ngang. Tán ngang là 1m3. 1m3. Đây. Hoa nè. Hoa này nó nói chung là cái chân nó màu cam nha bà con. Hoa vậy nè. Bà con về cơi một đợt một nhưng mà cái lô này thì khỏi cơi. Nó gì là nó ra hoa luôn rồi nè. Nó búp hoa lên nụ hết trơn luôn rồi. Sau cái đợt hoa tàn này bà con cơi lại cái là nó ok luôn. Cây một cốt thẳng luôn. Này đế mình chưa xịt, chưa khui luôn. Giữ cái tàn cho bà con ấm ha. Không bị rớt lá. Một cái ngọn luôn. Giót đọt. Đó, giót đọt nha bà con. Rồi cho quạnh luôn. Quạnh 14. Quạnh 14. Này khui xuống nữa được nha. Đến 13 ha. Chữ 2 13 đi. Rồi mình cho cái thoát thân luôn. Thân là 133 tính tắc ha. Tính tắc ha. Cái này khui xuống là hơn tắc nha con.
Rồi sang dòng báo giá mã số 19 luôn mọi người. Rồi cây cuối cùng thì bán cũng 1.300.000 luôn. 1.300.000 bao ship. Mã số 19 là mã số cuối clip nha bà con. Đây đây hoa nè. Nè. Bà con thấy về cái lô này nó nở một cái thì thôi khổ vàng luôn. Rồi cuối clip luôn mọi người. Cuối clip thì cũng cảm chào bà con, chúc bà con nhiều sức khỏe nha. À, luôn xem kênh Phát TV ủng hộ cho bên dòng của đâu của con ạ. À. Rồi. Rồi. Thì nói chung cái lô này thì cái phí ship và cái bầu đất rất là nặng, và đặc biệt cái tàn thì mình đóng cái thùng đó, cái độ cồng kềnh thì nó rất cao, khi mà mình gửi cây đi là mình phải cặp cây nè, mình bó lại, nên cái độ cồng kềnh nó cao, phí ship nó cao, nên cái giá này bà con xem tham khảo rồi có gì liên hệ cho anh Mừng ha. Tại vì con cũng có hai số điện thoại liên lạc là 079 593 1253, còn số Zalo là 033 839 039. Rồi, anh Thái anh góp cho giùm bà con liên hệ giùm ha. Rồi, để trên màn hình ha. Rồi. Rồi. Kết thúc clip nha bà con. Kính chào và hẹn gặp lại ha. Rồi.